Bạn bạn có phải là cái kem này ấy, với khi mà mình lộ như này mà nó rơi thì bọn mình sẽ được đền lại đúng không? Thế là giữ như này trong bao lâu nó không rơi? 1 phút ạ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Và dành cho những ai lần đầu tiên theo dõi channel của mình thì mình làm video về ẩm thực, đời sống và những thử thách thú vị. Và ok, ngày hôm nay thì mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn một loại kem rất đặc biệt, đó là kem úp ngược. Đấy, khi các bạn lộn ngược nó lên, lộn ngược cái cốc của nó lên thì kem nó sẽ không bị rơi ra ngoài. Mình nói thì có lẽ là các bạn không hiểu đâu, kem đấy kem Dairy Queen nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn thử nó luôn. Thì mình đang có mặt tại Vincom Bà Triệu, thì nó ở trong cái Vincom Bà Triệu này. Trước khi mà lên ăn kem ấy thì các bạn hãy đi cùng mình để mình sẽ đi shopping rồi là lượn lờ một chút, rồi sau đó là chúng ta sẽ cùng đi ăn kem nhá. Ok. Ở đây thì nói chung là có rất là nhiều những cái nhãn hàng. Đây, cái này kiểu về mỹ phẩm các kiểu này, thì mình là một người rất là cuồng mỹ phẩm ấy, ở cái tầng 1 này. Thề luôn, nhìn chỉ muốn mua tất cả về thôi ấy. Rất là thích luôn. Đây chính là cái cửa hàng Pandora mà mình muốn vào ấy. Thì ở trong này thì nếu mà bạn nào con gái thì biết là nó có rất là nhiều cái đồ trang sức các kiểu ấy. Thì ngày hôm nay mình muốn tìm hoa tai thì mình sẽ đi vào nhé, xem nhé. Mình vừa vào Pandora nhưng mà mình không chọn được gì cả. Với cả ở trong đấy thì các bạn nhân viên có bảo với mình là ở đấy thì không được quay phim chụp ảnh. Ok, không quay phim chụp ảnh thì thôi, mình làm đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi loanh quanh tiếp. Thực sự là mình cũng muốn chọn một cái thỏi son nào đấy. Nhìn vào hàng son là kiểu nào cũng muốn nhảy vào luôn, đẹp quá. Bôi thử xem nào. Có nên mua không nhở, phân vân quá. Các bạn thử vote xem là mình có nên mua không. Chắc là mình sẽ đi lăn quanh một lát, rồi một tí nữa mình sẽ dẫn các bạn đi ăn kem sau. Thực sự là mình đã vừa thử, mình rất là thích. Trời ơi, các bạn nghĩ mình có nên mua không, nhưng mà kiểu mắc tiền quá, mình kiểu tiêu xài khá là nhiều tiền rồi, nên thôi mình sẽ tiết kiệm một tí, bây giờ còn để tiền để đi ăn kem nữa. Nhưng mà thôi, mình sẽ tiết kiệm thêm và mình sẽ quay lại mua. Các bạn thấy màu đẹp không? Khá là đẹp đúng không? Ok, thôi bây giờ mình sẽ đi lên tầng nhé. Đây chính là cái trung tâm thương mại mà mình rất là hay đến. Bởi vì là kiểu mình thì mình hay tập gym ở Elite, cũng ở đây, kiểu thường thì tập gym xong mình hay đi shopping rồi mua sắm ở đây, và hay ăn ở đây nữa. Nhà mình cũng khá là gần đây ấy. Thực sự là mỗi lần đi đến đây kiểu muốn mua rất nhiều thứ luôn ấy. Đây, bây giờ đi qua cửa hàng Dr. Martin, mình phải che mắt lại không mình sẽ mua mất. Cái đôi giày mình đang đi này cũng là đôi giày mình đang đi cũng là Dr. Martin nhá, thì các bạn có thể nhìn thấy đây này. Đó, mình rất muốn mua một đôi màu trắng tinh nữa như này này, nhưng mà không có tiền đâu. Thế luôn, mình rất muốn mua đôi này nhưng mà hiện tại không có tiền, nên là thôi sẽ đi xem thôi. Lên tầng 3 sẽ là cửa hàng kem rồi, thì cái chính hôm nay chính là kem lộn ngược Dairy Queen các bạn ạ. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích nhá. Tầng 3 hay tầng 4 nhờ, hình như là tầng 4. Ê, không phải tầng 4 mà hình như là tầng 5.
ở trường. Thực sự là tầng 5. Đâu nhở? Dairy Queen. Tầng 5 à? Bình thường cứ đi thang máy nên không để ý. Tầng mấy nhở? Kìa, Dairy Queen. À đây, Dairy Queen đây. Ok các bạn ơi, mình đã đến Dairy Queen rồi thì bây giờ mình sẽ vào đây ăn thử kem để giới thiệu cho các bạn nhé. Chắc là nếu mà kênh của mình là nhiều bạn nhỏ xem thì có thể là các bạn rất là thích ăn kem. Bây giờ mình sẽ vào gọi đồ nhé. Ở đây thì có rất là nhiều vị. Có dâu chuối này, cappuccino hạnh nhân, trà xanh sô-cô-la, trà xanh hạnh nhân, dưa lưới hạnh nhân, chanh dây hạnh nhân, khúc bùn tử hạnh nhân. Thì nói chung là mình thì mình là một người rất là thích ăn những cái vị có hạnh nhân. Chắc là mình sẽ chọn khúc bùn tử hạnh nhân đi. Thực sự là kem ở đấy rất là ngon luôn, mình cực kỳ thích. Bởi vì là kiểu nó úp ngược ấy, úp xuống nó không rơi ấy. Bạn ơi cho mình một khúc bùn tử hạnh nhân size xanh nhỏ. Khúc bùn tử hạnh nhân size nhỏ à. Của mình sẽ tìm kiếm có thêm Kit Kat là Oreo là xanh. Kit Kat à? Không, mình sẽ không thêm. Bạn có phải là cái kem này ấy, với khi mà mình lộn như này mà nó rơi thì bọn mình sẽ được đền lại đúng không? Thế là giữ như này trong bao lâu nó không rơi? 1 phút à? Mình sợ mình giữ lâu quá rơi, nhưng mà các bạn nhìn này, này không rơi nhá, không rơi luôn này, dã man, không biết nó làm một cái gì mà không rơi luôn. Đấy, đây chính là cái điểm đặc biệt của cái kem này Dairy Queen mà mình hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ngồi lại và mình sẽ ăn thử nhá. Thực sự không? Chất lượng. Cái kem này thực sự là nó rất là đặc ấy, nó rất là cứng nên là dù mình có dốc ngược xuống thì nó cũng không đổ. Mà mình cũng không hiểu tại sao cái kem này nó lại làm được như thế. À, cái bạn ở đây bạn nói là cái kem này làm bằng sữa thì nó dẻo nên là nó sẽ không lộn ngược xuống thì nó sẽ không đổ. Bây giờ mình đố các bạn, ngoài Dairy Queen, ngoài cái kem này, đố các bạn tìm vào đâu được một cái kem mà các bạn để vào cốc nhá, các bạn dốc ngược xuống nó không rơi ra. Rất là ngon, cái vị kem mát, không quá ngọt. Vị khúc bồn tử hơi chua chua một chút. Cộng với đó là cái hạnh nhân. Thì thực ra là mình là một người rất thích ăn hạnh nhân. Nên là mình rất là thích cái vị hạnh nhân ở đây. Ngon luôn. Nếu như mà bạn nào mà thích ăn kem ấy thì hãy đến đây ăn thử nhá. Tại vì là trong số những quán kem thì có lẽ là mình thích Dairy Queen nhất. Mình thích cả Fanny nữa, nhưng mà Dairy Queen này thì có một điểm đặc biệt là lộn ngược nó không đổ, nên là mình thấy nó rất là đặc biệt luôn ấy. Các bạn ạ, đây hôm nay nhà hàng còn tặng mình những cái voucher để quay lại này. Giảm giá. Kem 44.000 chỉ còn 29.000 này, 29.000 thì chỉ còn 19.000 này. Giảm giá 45%. Ui, giảm giá 45% cho bánh kem lạnh liền. Thực sự mình rất là thích ăn cái bánh kem lạnh này. Mà nó khá là mắc ấy, một cái nó phải rơi khoảng 300-400 ấy. Mà giảm giá được 45%. Chắc chắn là mình sẽ, sắp tới mình sẽ mua một cái để ăn. Wow, rất là cảm ơn bạn. Yeah. Ngon quá các bạn. Đây chính là món kem yêu thích của mình. Dù có ăn cả vài trăm lần thì mình rất là thích cái món kem này. Ok, ngày hôm nay thì mình đã review giới thiệu cho các bạn cái kem này nhá.
Mà nếu các bạn thích ăn ấy, thì hãy đến Dairyqueen để ăn. Và mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nha. Và các bạn có muốn mình review về cái món ăn gì ấy thì các bạn có thể comment ở bên dưới. Và nếu có thời gian và nếu có điều kiện thì mình sẽ đi review để cho các bạn xem. Một lần nữa thì rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.